Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì clip trước các bạn có bảo mình là úp bên tương lai nó rất là ít vàng đúng không? Thay vào đó thì mình có thể úp bên cooler này hoặc là bên núi khỉ. Thì nick của mình thì chưa qua được cooler rồi. Là hôm nay mình sẽ úp bên núi khỉ nhá. Mình sẽ test thử test lại đi. Trong vòng 8 giờ mình sẽ được khoảng bao nhiêu? Hy vọng là nó sẽ được tầm khoảng 50 củ đi. 50 củ thì mình có lãi đúng không? Chứ tầm 20 triệu thì không phải có lãi đâu các bạn ạ. Đây, mình sẽ mua một cái bùa 8 giờ mạnh mẽ rồi nhá. Bùa da trâu mình không cần. 20 ngọc này. Thêm cái này là 30 ngọc. Ok. Bằng này là mình nghĩ là đủ rồi, không cần phải có bùa da trâu đâu các bạn ạ. Bởi vì mình sẽ bật cái tàn sát lên ấy, không đánh sơ quái nữa. Là mình nghĩ là được thôi. Đây. Mình sẽ add con này lại này. Add con này nữa này. Đó. Đấm tầm 3 con. Add con này nữa này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ treo đây 8 giờ nha bạn nhá. Hy vọng là nó sẽ nhiều hơn. Để xem một con khỉ đỏ nó tầm bao nhiêu vàng ta. Mình rất là tò mò luôn ấy. Chứ mình thì chưa qua được cooler, các bạn bảo là ui bao nhiêu? 28.000 vãi. Nhiều thật đấy. Ghê. Ui 24.000 này. Đây cái set vàng của mình là 290% nhá. Thì sau khi hết 8 giờ mình sẽ vào cho bản đồ kho báu mình úp để xem là với cái set vàng như thế này thì mình đi bản đồ kho báu mình được khoảng bao nhiêu một cái nhá. Ok, thì hôm nay chúng ta lại có một cái giveaway nữa từ AZ Game nhá. Thì ở clip trước mình đã đạt 2.000 like rồi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay chúng ta lại có một giveaway nữa đến từ AZ Game. Mình sẽ mua một cái nick giá dưới 50.000 nhá. Đó, mình có 116.000 cơ. Nên là các bạn cứ like nhiệt tình đi. Khi nào mà clip trên được 2.000 like rồi mình sẽ có một giveaway nữa cho các bạn. Ui. Đây. Mình sẽ mua nick này nha các bạn nhá. Nó có 83.000 sức mạnh thôi. Mua luôn. Ok. Đó. Tài khoản đây. Còn mật khẩu là thi 1 nhá. Đó. Và đây là cái giveaway cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào có cần mua vàng, mua ngọc, mua nick hay là làm bất kỳ dịch vụ gì của game ấy thì các bạn có thể lên azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả ấy để ủng hộ shop nha các bạn nhé. Mình cũng đang làm việc trên này mà, nên là yên tâm đi, rất là uy tín. Ok thì sau 8 giờ các bạn biết mình được bao nhiêu không? Con số này thực sự là mình bất ngờ luôn ý. Đó là 37 triệu, 37 triệu 575 nghìn ý. Đó. Mình thề bên tương lai úp 8 giờ được có 22 triệu, trong khi úp bên bên khỉ đỏ mình còn chưa hết 8 giờ nhá. Bùa còn khoảng 30 phút nữa thì mình đã được 37 triệu rồi. Thế là hơn 10 nghìn rồi đúng không? 37 triệu thì nó tương đương với khoảng 12.000, 12.000 rưỡi. Đó. Thế là lại lãi rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi bản đồ kho báu nha bạn nhá. Test thử với bản đồ kho báu. Mình có mua một cái bùa da trâu 1 giờ này, với cả là mình có chuyển một ít item sang bên này đây các bạn này. Mình chưa đủ khả năng để đánh cái bình chứa đâu, nên là mình cứ dùng item bình thường nha các bạn nhá. Đây, cuồng nộ giáp sên. Đó. Tháo giáp ra, mình sẽ bỏ cái giáp 10% vàng đi nhá. Mình cần sức đánh hơn các bạn ạ. Đấy, 100.000 luôn. Đây, mình sẽ đi level 70 đi. Đó, cho nó nhiều vàng. Chứ vừa nãy mình đi level 50 nó ít quá các bạn ạ. Nó có 12.000 một phát thôi các bạn. Đây với cả mình sẽ cho Pluto Kid đi theo. Đấy. Để tí nữa mà khó quá thì còn có người trợ giúp chứ đúng không? Nó đấm cũng không hẳn là đau lắm nhỉ các bạn nhỉ. Từ từ, mình mặc Dracula rồi đó. Đấy. Bao nhiêu? Có 10.000 á. Vãi lìn á. Sao có được có 10.000 nhỉ các bạn nhỉ? Ôi giời, đây được 22.000 rồi này. Mà rõ ràng set mình là set 300% vàng từ quái nhá. Mà con này nó không tính là quái ấy. Hay sao mà nó lại điêu như thế nhở? Bốn triệu bảy, không hơn không kém.
6 item. Mẹ nó sao nó lỗ kinh khủng luôn đi các bạn ạ. Rõ ràng mình là set 300% nhá, 295 luôn. Đây, mặc thêm cái này nữa là 295 này. Đó, thế rồi sao mình lại được có 4 triệu 7 ạ? Thề lỗ rồi, như kiểu nó fake rồi đấy các bạn ạ. Là mình khuyên các bạn tốt nhất đừng có nên đầu tư vào cái bản đồ kho báu làm cái gì nữa, chỉ có lỗ thôi. Dẹp. Thôi bây giờ mình đi doanh trại nhá. Ok, thì hy vọng là doanh trại nó sẽ khá hơn nha bạn nhá. Mình muốn thử xem là cái set 300% này nếu mà trong bản đồ kho báu nó sẽ được bao nhiêu vàng ấy. Ai ngờ là nó thề nó là mình thất vọng vãi cả đái luôn ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử trong doanh trại đi. Hy vọng là nó sẽ khá hơn các bạn ạ. Bao nhiêu? Ui, 6.000 đúng không? Ôi vãi đái, nó cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu. Trời ơi. Có một cái vụ fix mà cách đây tầm khoảng 2 năm ấy mà mình thấy nó khốn nạn vãi cả lìn ra, đó là cái vụ fix mà càng nhiều người đi doanh trại thì càng ít tiềm năng ấy. Nó khiến kiểu các bang hội nó chia rẽ, kiểu thằng nào mới đi một mình để cho nhiều tiềm năng. Thế chứ mấy cái đâu đâu toàn fix mấy cái đâu đâu ấy, mấy cái mà làm cho mấy cái lỗi game như kiểu bot máu trắng các thứ thì nó không được fix, mà nó toàn fix mấy cái mà làm xấu game nữa thôi. Khó hiểu. Nên là chắc là sau cái vụ đấy thì vàng trong doanh trại với cả kinh nghiệm nó giảm rất là nhiều luôn, là hầu như mọi người ít đi doanh trại hơn. Chứ thề ngày xưa đi doanh trại vui lắm các bạn ạ. Ok đệt. Thế chứ bị đụng mà. Đấy, thấy cái lỗi đấy thì không thể fix. Toàn fix mấy cái đâu đâu ấy. Bây giờ lại hồi máu này các bạn này. Dành cả thanh xuân để đấm boss, cuối cùng mình lại phải đấm lại từ đầu. Dành thêm 1 tỷ năm nữa để làm điều tương tự ấy. Trời ơi. Này thì không chết này. Mình biết là kiểu gì quả đấy mình đấm bót cũng thành máu trắng rồi, bởi vì chim mình vẫn còn ấy. Khó hiểu. Có lẽ thì doanh trại nó không phải là một nơi thích hợp để cày vàng rồi. Đây, mình được từ 4 triệu 7 lên 5 triệu 9 nhá. Thực sự nó rất là ít. Dành cả thanh xuân để đánh boss, cuối cùng được có 1 triệu 2. Nó chỉ thích hợp để cày ngọc rồng thôi. Dù sao thì mình cũng đã test được cái set này rồi. Đây, vàng của mình đã từ 5.000 một con quái nhá, lên 15.000 một con quái. Rồi, thế là cũng thấy thành công rồi. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.